Dạ xin y thân ái mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ khoảng 7 giờ trung tuần tháng 12, xin y đang đứng gần nhà thờ Đức Bà, giao lộ giữa con đường Thống Nhất và Phạm Ngọc Thạch, xưa là con đường Duy Tân. Và xin y vào ngày cuối tuần cũng muốn cập nhật cái hình ảnh lung linh Sài Gòn chuẩn bị Giáng sinh gửi anh chị và các bạn. Tất cả các bạn trẻ ra đây chụp hình cũng rất là đông vui và náo nhiệt. Xin y sẽ muốn cập nhật khu vực giao lộ này, nhà thờ Đức Bà và bưu điện Sài Gòn anh chị ha, để anh chị thấy cái không khí Giáng sinh năm nay như thế nào. Đối với chủ đề năm nay thì màu trắng tuyết anh chị, đối với Diamond Plaza trang trí màu trắng tuyết cũng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi một vòng anh chị ha, để coi tiểu cảnh như thế nào. Rồi một tí xin y sẽ quay ngược trở lại. Chính vì ánh sáng như thế này nên chúng ta không thấy mặt rõ từng người. Một lát xin y sẽ đi ngược lại để anh chị thấy nét tươi vui của các bạn trẻ ra đây chụp hình. Một màu tuyết trắng xóa, một tiểu cảnh cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi dài dài anh chị ha. Không khí Giáng sinh tràn về như thế nào đó. Đây là cái quang cảnh đường phố thì anh chị thấy rất là đông, quá trời đông, và mọi người ghé đây chụp hình, và các anh cũng buôn bán những cái đeo đầu anh chị bằng đô đó, với nhiều cái hình dáng khác nhau của ngày Giáng sinh. Đường nè anh chị thấy đường xá rất là đông. Đây là một trong những cái mall cũng rất là lớn của Sài Gòn anh chị. Cái hướng này là chúng ta về Sở Thú. Thấy với không khí này lòng chúng ta cảm thấy rộn ràng anh chị ha. Đó là những cái chiếc xe bus mùi chừng nè, đó chợ mọi người. Rồi.
giao khoai này con. Giao khoai 10.000 thôi. Lấy hình luôn thì không tính mình khoai. Bây giờ nha. Anh giao hình giao khoai cho có lên mạng mà. Hả con? Đó là một số tiểu cảnh Sunny muốn ghi nhận ở góc giao lộ. Và bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ về hướng về nhà thờ Đức Bà nha anh chị ha. Kể cả con đường Tự Do Đồng Khởi. Rồi, mình sẽ qua đường anh chị. Đây là con đường giao lộ để chia sẻ với anh chị hình ảnh buổi tối trên con đường giao lộ này. Và hướng trước mặt anh chị đó là Dinh Độc Lập trên đại lộ Thống Nhất, này là Lê Duẩn. Đây là con đường Duy Tân để chúng ta về hồ Con Rùa. Và đây là những cảnh trí với ánh sáng rất là rực rỡ, rất là sáng như thế này, đôi khi là quay nó bị ngược sáng đó chị, nên chúng ta có thể thấy và không thấy những cái ánh mắt rực rỡ của các bạn trẻ rạng ngời khi mà muốn lưu lại tấm hình của Giáng sinh năm nay. Rồi, cái hướng này là chúng ta sẽ đi về sở thú nha anh chị ha, Tạo Cầm Viên. Đối với giờ khắc này chỉ còn khoảng một tuần mấy nữa thôi là chúng ta tới Giáng sinh rồi anh chị. Rồi Tết Tây, rồi xong là Tết Ta. Năm nay Tết Ta đến sớm quá. Đây cái hướng nhà thờ Đức Bà nè. Chúng ta qua đường nha anh chị ha. Rồi chúng ta nhìn lại giao lộ một cách rất là nhẹ nhàng. Đây là một cái clip để gửi tới những anh chị có thể sống những quận hoặc huyện xa Sài Gòn, hoặc là những anh chị ở tỉnh và những cô chú anh chị đang định cư ở nước ngoài, để đây coi cái không khí rộn ràng của Giáng sinh năm nay tại khu vực trung tâm như thế nào. Và bây giờ tiếp tục mời anh chị chúng ta sẽ đi về cái hướng nhà thờ Đức Bà. Đây là khu vực nhà sách, buổi tối cuối tuần thì cũng rất là đông anh chị. Những nơi bán quà lưu niệm, những cái cảnh thiệp Giáng sinh. Ngày xưa thì anh chị nhớ ha, cứ đến Giáng sinh hoặc là Tết thì thường thường là mua những cái thiệp và ghi lên đó những lời chúc sức khỏe an lành. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ thì như thói quen đó không còn anh chị. Cảnh thiệp. Mấy ngày hôm nay thì cứ đi đâu thì cũng có không khí Giáng sinh tràn về khắp nơi. Những cây thông bé bé này để trên bàn làm việc cũng đẹp quá. Đó là
trường đại học tốt nghiệp 4. Rồi thôi mình đi anh chị ha. Và xa xa thì có, hiện tại là đang có một cái đêm ca nhạc ở tại cái khu vực của Bưu điện Sài Gòn. Đây các bạn trẻ thì có một cái mod đen, một cái mod là tối ưa ngồi lề đường như thế này anh chị, để uống cà phê. À, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang rồi. It is true.
ta nghe ca nhạc ở Bưu điện Sài Gòn và Tình Y đang đứng ở Tự Tất Mẹ nhà thờ Đức Bà. Và nơi đây thì cũng rất là đông vui anh chị. Một số cô chú giáo dân tới đây cũng cầu nguyện Đức Mẹ, và một số người cũng tới đây để ngồi uống cà phê. Có những cái tấm trải nè, ở dưới đất thì những người buôn bán đó anh chị, họ bán cà phê, bán nước ngọt vân vân ở khu vực này, và khu vực này cũng rất là đông. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ tiếp tục xuất phát ngay chỗ ngã tư Lý Tự Trọng, Gia Long và con đường Tự Do, Đồng Khởi anh chị ha, phía trước của anh chị đó. Những cái dòng xe đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước mặt anh chị đó là giao lộ giữa con đường Lý Tự Trọng và con đường Đồng Khởi. Lý Tự Trọng xưa là Gia Long, Đồng Khởi là Tự Do, Katrina. Và dòng xe nườm nượp đổ về anh chị. Hướng này là về nhà thờ Đức Bà. Và đối với công viên Chi Lăng, ngày xưa và ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn. Với một cái mall Wincom Center. Hiện tại thì tất cả những cái mall đều trang trí Giáng sinh rất là rực rỡ. Ngày xưa là con đường này rất là vắng, cách đây khoảng 20 năm anh chị ha. Nhưng mà bây giờ thì có thể nói buổi chiều tan ca thì kẹt xe. Hướng này là chúng ta về con đường Hai Bà Trưng, rồi con ngay chỗ Đồn Đức, rồi ra con đường Cường Để. À, bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta về nhà hát lớn thành phố nha anh chị. Không biết như thế nào thì cứ mỗi lần cuối tuần thì ngoài đây thì rất là đông đúc xe cộ để mọi người đi dạo bách phố, nhưng mà đặc biệt thì không khí Giáng sinh thì nó càng đông hơn nữa. Ngày xưa anh chị nhớ ở đây thì có một cái quán cà phê nè, trên một cái đồi. Rồi, chúng ta đi nha anh chị ha. Tay trong tay với người yêu. Tất nhiên là Sunny không thể bỏ qua được phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ngày cuối tuần. Thì cái đó Sunny sẽ tập hiện sau với anh chị, với không khí náo nhiệt, rất là nhiều người. Không biết bữa nay có giống như là đông đúc như biển người hay không, mà Sunny sẽ ghi nhận sau rồi anh chị nha. Với không khí này rất là rộn ràng, chúng ta cảm thấy rất là vui lây với không khí này anh chị. Tất nhiên đâu đó có một cái gì đó lén lén buồn, lý do là năm nay kinh tế thì nó không được khả quan do tình hình toàn cầu mà. Lê Thánh Tôn ai đen phía trước mặt anh chị đó. Rồi, mình qua đường nha anh chị, thật sự là quá lung linh. Đây, ở đây thì mình có thể nhìn được tòa Đô Chánh. Này là ủy ban thành phố. Rất là uy nghi. Rồi mình đi nha anh chị ha.
đen ngày xưa. À, đây là khách sạn Continental. À, những cái mall này chỉ dừng dành cho những người có thu nhập cao anh chị. Chứ hàng đó là hàng hiệu rất là mắc. Và dọc ở đây thì có những nơi bán thời trang. Kỷ niệm 142 năm khách sạn Continental Sài Gòn. Thời gian trôi nhanh quá, 42 năm rồi. Cảm ơn. Đây là một cái góc corner để chúng ta uống cà phê. Lớn thành phố Hạ Viện Sài Gòn năm xưa, dưới năm 1975, và khách sạn Caravelle thì cũng đang lên đèn rất là lung linh. Và trước mặt anh chị đó là một con đường tự do để chúng ta xuôi về bến Bạch Đằng. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn để cập nhật cái hình ảnh lung linh vào những ngày cuối năm, để gửi tới những cô chú anh chị xa Sài Gòn đã lâu để chúng ta ghi nhận những hình ảnh này. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo của Sunny đó. Bye bye, hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.